làm sao khi khác đôi, vỏ chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù riêng khỏi đi tù. Tuyệt tác, tuyệt vời, tuyệt tôn, tuyệt tự, tuyệt nọc. Trời ơi, lâu lâu làm được bài thơ mừng quá, nói hợp cái tiệc giống luôn á. Em là cô gái Bích La Thôn, đôi tán tròn trăng lắm kẻ già. Minh ơi Minh, em đi giữa party đó nha. Minh ở nhà Minh giặt đồ cho em đó. À với lại cái áo mà linen của em á, Minh phải giặt bằng tay, ok? Đừng có giặt bằng xà bông giặt đồ, à, xà bông gội đầu của con á. Với lại Minh lau nhà đi. Em đi em thấy cái nhà rít lắm rồi nha. À mà con mua mấy thối gà ác cho tối em về em bồi dưỡng. Minh, trời ơi Minh có nghe em nói gì không? Biết rồi. Biết cái gì? Minh à, em đi party đó nha Minh. Minh ở nhà Minh giặt áo giùm em nha Minh. Giặt bằng xà bông tắm của con đó nha Minh. Minh à, Minh lau nhà nghe Minh. Chân em đi rít lắm rồi. Minh à, Minh mua mấy thối gà ác tìm thuốc bắc nha Minh. Tối em về em mệt em ăn hết. Ủa sao hay vậy? Trời ơi anh thuộc bài hết trơn rồi. Bây giờ nó biết tại sao thôi của anh bốc mùi rồi đó. Mùi gì? Trời ơi, mỗi lần anh làm thôi em cứ quăng ba cái mùi xà bông giặt giặt đồ nè, quăng ba cái gà ác tìm thuốc bắc vô không bốc mùi sao được. Minh, Minh rảnh không em mà? Minh đi làm về sớm hơn em, làm chút xíu công chuyện nhà không được hay sao? Trời ơi, đi làm việc bên ngoài đó cực khổ lắm rồi, không lẽ Minh còn bắt em giặt đồ nấu cơm nữa? Phải rồi, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn em sống tàn tạ để Minh đi với người đàn bà khác phải không? Minh! Vậy? Trời ơi, có nghe em nói gì không? Biết rồi. Vậy? Minh, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Mình muốn mau tàn tải đi nghe dùng bà khác phải không? Sao hay vậy? Thuộc bài rồi. Em à nói nghe nè, em cần phải tranh có thời gian nên thực hiện những ước mơ riêng của mình nữa chứ. Trời ơi, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng mà Minh còn muốn cái gì nữa Minh? Anh đâu có ước mơ cao sang gì lắm đâu. Anh chỉ ước bên trở thành một đại thi sĩ. Trời ơi, trời. Vậy làm gì vậy? Muốn xỉu. Em không được xỉu. Mỗi lần anh nói làm thơ em xỉu làm sao? Thái độ em vậy là sao? Trời ơi Minh ơi, em biết là bấy lâu nay anh muốn làm thơ, nhưng mà thơ của anh đặc kỳ quá, anh đâu có đặt đâu. Toàn là thơ ăn cắp không à. Anh cấm em nha. Anh cấm em không được dùng hai chữ ăn cắp nha. Em phải dùng hai cái chữ là tu chỉnh văn thơ. Thơ của người ta, anh lấy anh sửa khúc cuối, anh sửa dồn lên khúc đầu trở thành thơ của anh. Hả, thấy không? Trời ơi em ơi, nói nghe này, để cho anh làm thơ đi. Trời ơi Minh. Gì? Thơ bây giờ người ta đó thực tế lắm. Thực tế? Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà. Minh biết không, thơ thực tế là sao? Thí dụ như là ôi tiệm nail hôm nay sao ế quá. Gì? Phải cúng thần tài thì khách mới vô. Trời ơi, trời ơi, sao thơ của em còn mùi acetone không vậy? Trời ơi, thơ em làm trong tiệm nail thì phải nghe mùi acetone chứ sao? Vậy mới là thực tế. Nàng thơ sẽ xuất hiện khắp nơi. Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà của chúng ta. Ví dụ như sáng sớm anh làm gì nè? Sáng sớm anh giặt đồ. Anh giặt đồ phải không? Anh giặt đồ là phải có xà bông, phải có bọt phải không? Đúng rồi. Làm thơ. Giặt đồ cũng làm thơ. Chứ sao, thực tế nè. Từng bông bóng dở như tình tá tan dở. Trời ơi. Nhìn tháo nước đục ngầu mà lòng ta quặn cơn đau. Trời ơi. Trời ơi. Hay chưa? Sao thơ của em nhức nhọt vậy? Trời ơi, thực tế xà bông nó phải nhớt chứ sao Minh? Trời ơi Minh ơi, em nói Minh nghe. Còn thực tế hơn nữa nè, sau khi giặt đồ Minh làm cái gì? Chiên cá. Chiên cá. Em đừng có nói chiên cá cũng làm thơ được nha. Thì đúng rồi. Trời ơi, chiên cá cũng có thể làm thơ. Sao? Từng giọt mỡ bắn vào giá khiến hồn ta băng giá. Trời ơi. Hai mắt cá mở xoe tròn soi thấu cả tâm can. Trời ơi. Thơ của em sao tanh trình vậy em? Trời ơi, thực tế cá nó phải tanh chứ sao. Bây giờ Minh muốn thơm phải không? Em cho thơ thơm. Sao? Bây giờ sau khi chiên cá Minh làm gì? Lau nhà. Lau nhà cũng có thể làm thơ. Lau nhà cũng làm chứ thơ. Chứ sao? Sao? Nền gạch bóng loáng thơm thơm nha. Thơm mùi nước phai son. Anh hít một hơi dài để tưởng nhớ hương tóc em. Trời ơi. Trời ơi, anh nghe nội hai câu này thôi anh kiếm một đống tiền bảo trợ rồi. Ai bảo trợ?
tiền quảng cáo cho nước lau nhà. Trời ơi, dạo tôi làm thơ thực tế quá. Em hay lắm. Thực mà. Tế chơi trẻn đến độ trần trụi luôn vậy đó. Anh nói nghe nha không? Thơ thực tế như em á, anh phọt ra chứ khỏi cần làm. Thái độ em vậy là sao? Mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy thì bây giờ anh chứng minh đây. Chứng minh đi. Anh sẽ làm một bài thơ tả về cuộc đời làm chồng của anh ở trong căn nhà này nè. Nghe nghe không? Ở xứ Mỹ đàn ông buồn quá nhỉ. Tại sao buồn? Sáng đi làm, chiều rửa chén, tối nấu cơm, cực như con chó. Dài 3 năm chắc chắn sẽ vô hòm. Làm vậy sống gì nổi trời. Tiền bảo hiểm. Ông tính sao, ông tính sao? Cuối cùng bà cũng lạnh. Trời ơi hay quá, thấy chưa? Thấy chưa, thực tế là vậy đó. Anh thấy không, hễ ở đâu hả có cái hòm là thấy bảo hiểm. Mà hả thấy bảo hiểm là thấy cái hòm. Trời anh thấy chưa? Em mà, nhưng mà anh nói nghe nè, anh không có thời gian làm những bài thơ thực tế như em muốn. Trời ơi Minh, Minh làm gì mà không có thời gian chứ. Không có thời gian là em nè. Sao? Trời ơi, làm chức trợ lý giám đốc á cực khổ quá, mình tưởng em sung sướng lắm sao? Em làm trợ lý giám đốc hồi nào anh không biết. Thì giám đốc là bà chủ tiệm neo. À. Còn em là phụ tá với bà, em là trợ lý giám đốc. Trời ơi, trời ơi. Trách nhiệm của em ở tiệm neo cực lắm Minh tưởng hả? Sao? Sáng em phải dậy sớm hơn ai hết trơn á. Ra mở cửa tiệm, xong rồi vô clean up everything. Xong rồi em cho con bà chủ ăn sáng. Xong cái em đưa tụi nó đi học. Xong rồi về em ngồi em giũa tới tối luôn. Đợi mấy bà thợ kia về hết em mới được đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ bộ. Ủa sao giống người ở vậy ta? Không có, không có, không có. Nói em làm việc vậy cực khổ lắm. Thành ra bây giờ anh cần thời gian làm thơ. Em thì đỡ cực khổ. Giờ anh quyết định nha, mình nhờ tới Oshin. Oshin là ai? Là một người con gái. Con gái mà tên Oshin? Tức là con gái Nhật Bổn. Gì? Mình, trời ơi! Vậy là mình lén lúc em mình qua lời với con nhỏ Nhật Bổn nào phải không? Bà Nên! Ở đâu mình rồi ra nhỏ Nhật Bổn vậy bà? Thì con gái tên Oshin. Oshin là người ở đó bà nội. Mướn người ở đó biết không? Anh nói nghe nè, mình mướn người ở về đỡ cực. Không có Oshin, Oship gì hết trơn á. Sao vậy? Rồi tiền ai trả? Ông còn nhớ cái phương châm của tôi không? Nhớ. Nói. Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là tiền của em. Đúng vậy. Anh nói nghe, không bao giờ anh đụng chạm tới tiền của em. Kể từ ngày hôm nay anh hứa với em là anh sẽ không hút thuốc, không đánh răng, không cạo râu, không đi tắm để dành tiền mướn Oshin. Sao em bịt mũi? Ông đừng làm quá thì tụi nó ngủ với ông cống. Không, có tắm mà không có tắm với xà bông. Có đánh răng mà không có đánh răng với kem để dành tiền mua mướn Oshin cho em. Nhưng mà nói đi nói lại anh, ông cũng đòi mướn Oshin là ông có ý đồ gì vậy Minh? Mình mười mấy năm trời chung sống với em, anh đã tận dụng hết sức lực và tài lực để chống đỡ em rồi. Ngày hôm nay còn sót lại chút hơi tàn thôi thớp sống qua ngày, anh đâu dám đem ra xài phung phí. Ông nói đúng đó. Mười mấy năm nay ha, tôi nghĩ tôi xài ông giống cái lùi vẽ rách lau nhà. Có con nào nó nhào vô cũng hốt nó đem giục thôi chứ làm cái gì. Trời ơi, tôi có còn là người nữa hay không? Hay là tôi là cái lùi vẽ đội lớp người? Thôi Minh ơi, Minh đừng có than thở, em động lòng rồi đó Minh. Thôi bây giờ vậy nè, em quyết định là em mướn Oshin. Mướn Oshin phải không? Nhưng mà để cho em phỏng vấn nó em mới chịu à nha. Làm hẹn với nó đi. Khỏi hẹn em, chút xíu nó ra em phỏng vấn nó giùm anh nha. Cái gì? Ôi trời ơi. Nó đang đi trong tham quan. Trời ơi, ông giận nó về nhà rồi hả? Không có, anh nói nghe nè, anh hẹn nó trước xong cái anh hỏi ý kiến em sao. Trời ơi, anh chịu cái anh lôi đầu nó ra. Trời ơi, trời ơi, ông nói tôi chi nữa. Trời ơi, ông đem nó về nhà rồi, chắc ông làm cho nó có bầu rồi. Ông đặt tôi vô chuyện đã rồi, rồi ông dẫn nó về nhà ông ở luôn. Cái mẹ con tôi chết cho rồi. Ôm sầm quá đây. Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giọng chua như là dắn vậy à. Trời ơi. Trời ơi, cao dễ sợ, hai vợ chồng như cái thánh vậy chịu nổi không? Trời ơi, không mà cái mặt thì đẹp như cô thánh mà lúc bị ung thư á. Nghĩ sao nhà có cách mà sùm có tôn trọng nhau là sao vậy hả? Thôi bây giờ tôi tham quan, từ giờ trong nhà tôi cũng biết ngõ ngách rồi. Nhà nhỏ như cái lỗ mũi ở gì mà tưởng mũi ở không à. Rồi thôi ngồi xuống đi, bàn trực tiếp với công việc đi. Đó, bàn với nhau đi. Đó, tôi mời ổng chứ không phải mời bà. Sao bà vô duyên quá đàn bà. Lớn tuổi rồi mà không có duyên chút nào hết trơn rồi. Bây giờ nhà này là thôi cũng được, nhỏ thì tôi đỡ phải là dọn dẹp. Mà tôi chỉ lo hậu sự về sau thôi. Sao vậy cô? Nhà này có người chết là sắp yên ra nè. Trời
Ý cô, sao cô nói vậy cô? Trời đất ơi, phải nói thôi, tại vì con người ta sống ai không chết. Trời, nhiều khi bắt đắc kỳ tử làm sao trở tay cho kịp à. Lúc đó là đỡ khoét cửa rồi này nọ kia nó xình mẹ rồi à. Thấy không? Đó, thành ra là phải tính cái chuyện đó. Mà nếu tôi chịu chấp nhận làm trong nhà này thì phòng của tôi ở đâu? Ủa, phòng gì cô? Trời đất ơi, tôi phải ở riêng chứ tôi ở trong chung với ông. Cô cắn lưỡi tôi chết mẹ nó cho đầu đi. Thôi mà phòng tôi phải có master bedroom nha. Cô ơi, bây giờ nếu như cô đồng ý làm việc trong gia đình tôi á, tôi sửa cái phòng làm việc của vợ tôi lại cho cô ở nha. Ê, em không chịu. Ê, bà có thẹn với tuổi tác bà không bà? Ê, bà người đàn bà có tuổi rồi nha. Bà làm gì thế ghê mấy, em không chịu. Làm rúng động cả tâm tư tôi à. Trời đất ơi, nghĩ thì sao vậy? À, bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Dạ tôi. Ờ, tao mệt lắm, tao không có thời gian đâu nha. Đứa nào làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm nha, hội ý lại đứa nào làm chủ. Dạ, dạ, dạ vợ tôi. Trời đất ơi, vợ anh hả? Dạ. Cha này hèn dễ sợ, đứng dậy coi. Bởi vì con người của anh sống giữa xứ văn minh lịch sự mà sao anh không có tốt với đàn bà, mặc dù vợ mình có già mà cũng là vợ của mình chứ. Sao đối xử tàn tệ vậy? Ê, dạ. Em xin lỗi chị bước xích ra đây, em xin lỗi chị. Dạ, dạ chị xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi à? Chị 300 tuổi. À, trời ơi, chị đừng nói với em chị ba tuổi. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Trời ơi, bà này bà nói giá nào trả cũng dính. Trời ơi. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Dạ. À, chị à, em xin được giới thiệu, chị em tên là Hằng. Còn chị à, what's your name? Tôi tên Thảo. No, người ta hỏi what's your name chị phải trả lời my name is Thảo. Chứ không có chuyện tôi tên Thảo mà mất lịch sự. Làm lại, one more please. What's your name? My name is Thảo. Yeah, good girl. Ê, quên, good man. Lộn. Trời ơi, dễ thương ghê chị ơi. Thì em rất là phóng khoáng. Em nói cho chị nghe, chị có thể hút với em điếu thuốc được không ạ? À? À, dạ không cô. À, chị không hút thuốc, chắc chị uống thuốc hả chị? Thuốc gì? Thuốc lắc. À, trời. Không có cô. Đúng rồi, phụ nữ đừng nên xài hai cái thứ đó. Chơi hai thứ đó là mất nửa đời người. Đó, mà không chơi hai thứ đó là mất nguyên một đời luôn. Tôi là tôi thích vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm. Trời ơi, làm thơ giống anh kìa mình. Tôi bạn ông mà, tôi biết ông nhà thơ mà. Dạ. Vô tặng hai câu xã giao vậy thôi. Dạ. Dạ, trong nhận em nhìn chị mặc đồ là em biết chị là coi như là thuộc hoàng thân quốc thích rồi đó. Ủa sao cô nói vậy? Vợ nhỏ Saddam Hussein phải không? Ơ, à, không dạ. Có cô, vợ tôi. Nó mặc đồ đẹp lắm, mặc y chang bên kia. Tôi tưởng bệnh quánh quá, bà chạy qua đây chứ. Tưởng, ủa sao ông đi rồi mà bà chưa đi nè chứ. Vậy vợ ông, ồ xin lỗi, lộn. Nhưng mà đúng rồi, phụ nữ có tuổi phải mặc đồ vậy là tại vì chị biết sao không? Tuổi của chị bây giờ, chị biết chị đại diện cho con gì không? Con gì cô? Khô cá đuối. Là sao? Là tại vì khô cá đuối nhìn nó vậy đó, tưởng ngon lành ai dè đem lên lửa cái xé cái rách. Đúng rồi đó cô. À, mấy cha nào nhậu là biết liền khô cá đuối này vậy đó. Dạ. Còn chị biết tôi là thuộc dạng gì không? Dạng gì cô? Con raw fish. Là sao? Giống thiệt. Raw fish đó, lúc sống thì nó tươi mà lúc nướng nó cũng đỏ lòm đó, thấy không? Mắc lắm đó cô. Trời ơi, 8 đồng mấy một phao đó. Mày nghĩ đi, nguyên một con raw fish này mày ăn loài họng mày luôn chứ bây giờ tao. Trời ơi, tao là đồ đắt tiền đó. Đồ hiếm ở Mỹ đó nha. À, thôi bây giờ nói chung là em nói hết rồi. Bây giờ chị có cần thiết những cái gì thì chị cứ hỏi em đi chị nha. Tôi muốn hỏi cô á, à, có kinh nghiệm gì? Ở cha xin lỗi, chị không chịu được mùi thuốc phải không? Giờ chị cũng phải chịu tại vì tôi phải hút thôi. Cô bao nhiêu năm kinh nghiệm vậy cô? À, tôi 3 năm kinh nghiệm và đã trải qua 6 đời chồng. Hả? Cái gì? Lộn, 6 đời chủ. Lộn, cái chữ chờ lộn. À, tôi sẽ kể cho nghe là tại vì sao? Tại sao tôi lại trải qua coi như là 6 đời chủ? Dạ. Tại vì tôi rất là khó tính. Tôi ở mà tôi thích tôi mới ở, tôi không thích tôi không ở. Hả? Tôi xin lỗi, mình ở có license nha. Hả? Mình là người quốc tịch rồi nó khác nha. Là sao? Ở mà 2 năm nó khác, 10 năm thẻ xanh nó khác, chờ approve thẻ xanh nó khác. Trời ơi. Thành ra mình có license, mình có quyền chảnh vậy đó. Thích thì ở, không thích đi vậy đó. Dạ. Dạ. Thành ra là mình sẽ kể cho các bạn nghe là vì sao mình trải qua 6 đời chủ. Hai người ngồi đi. Dạ dạ. Khát nước không? Dạ khát cô. Khát thì tự lấy uống đi ha. Tại vì trong nhà này tôi cũng chưa biết nước để đâu đó nha, thông cảm. À, coi như là nói vậy. Người chủ thứ nhất của tôi, tại sao tôi ở? Trời ơi, ông ta phải công nhận là đẹp trai giàu có dễ sợ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi là nhìn tôi đi, tôi quá ước ác đúng không? Dạ. Mà ông nội này biết gì ông cũng biết, mà biết điều chả không biết. Sao lạ nhá? Trời đất ơi, tôi nó bao nhiêu người tôi cần chả lãng mạn, chả không lãng mạn, chả lãng nhắc thì quá nhiều. Ước ác thì phải đi đâu với lãng mạn, chả không đi chung tôi làm sao tôi sống nổi. Dạ. Thế là tôi quyết định dứt áo ra đi. Cái tới đời chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai của tôi, trời ơi, cái bà này được nước bà già mà bà thêm nước khó tính nữa chứ.
Trời ơi, làm sao ở, mẹ già bà đặt khó tính. Làm sao? Trời ơi, mà bù lại cái tròn cháu đẹp trai quá. Hả? Mà ở đời thường thường nó đi xong đôi hở đẹp trai cái đi đôi với Sở Khanh. Trời ơi, Sở Khanh quá em chịu không nổi, em không chịu đựng nổi nữa, sức người có hạn mà, đúng không? Dạ. Lụ đạn mà còn tiếng nổ nhỏ, tiếng nổ lớn mà, đúng dạ. Không? Người làm sao chịu nổi. Trời ơi, thế là em dứt áo ra đi. Ra đi. Nó nói Sở Khanh em không chịu được. Trời ơi, thế là chở qua người chủ thứ ba thứ tư. Dạ sao người chủ thứ ba thứ tư, trời ơi đặt tuyệt vời, không có gì hết trơn mà phải công nhận mấy con mẹ đàn bà này ưa ghen là mấy mẹ đàn bà này nè, chỉ thẳng ở trong mặt luôn nè. Nghĩ sao ghen chồng mình, ví dụ người ta mượn người ta xài chút ta trả làm dữ vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Ví dụ nó có bệnh hay chạy rồi thì chích thuốc cho nó thôi. Đúng rồi. Thế không anh? Bây giờ em nói anh nghe, con mèo nó muốn ăn dụng mà con chó theo rình hoài sao ăn? Sao ăn? Nếu ăn không được thì ở làm mẹ vậy? Đúng rồi. Em dứt áo ra đi. Phải nghỉ thôi. Thế nào chạy qua đời chủ thứ ba, thứ tư. Dạ. Trời khổ lắm, chưa đâu tới đời chủ thứ năm. Em quyết định rồi, không ở với châu Á mà em đổi sang châu Mỹ Latin. Chết cha trời ơi. Em ở với người nước ngoài. Em thấy vì em thấy người ta sẽ phóng khoáng dễ chịu hơn, là tại vì em rất là tự tin cái trình độ sinh ngữ, em có học ESL nha. Hả? Em học chỗ đó dữ lắm à. Mà em không biết cái chỗ ESL nó dạy em có lộn không mà em nói nó không hiểu. Chết cha. Em nó không hiểu, em đâu có vừa bắt đầu em quơ phần trên anh. Em quơ phần trên nó không hiểu, em chân luôn phần dưới. Trời ơi. Cuối cùng em quơ toàn thân luôn. Trời ơi, em quơ rơ rồi mà nó cũng chưa hiểu nữa. Trời ơi, con người ta sức người có hạn nữa anh. Dạ. Em đành dứt áo ra đi. Trời. Đi nữa. Tính người chủ thứ sáu của em. Trời ơi, ông này tuyệt vời, không có vợ theo rình luôn. Tớ muốn làm gì làm mà ngạt nổi, chả không còn cái răng nào hết. Trời. Ủa cô ơi, không còn răng, họ đâu có ăn nhập gì đâu cô. Sao không ăn nhập, mẹ bà không có răng lấy gì ăn cơm mà, tôi thuộc dạng dừa dày cơm mà. Trời ha. Đúng không? Tôi để ở đợi cô đi kiếm trai vậy? Hai thứ luôn cô. Trời ơi. Tại vì em rất là thật lòng, em rất là thực tế, là tại vì sao? À, tại vì cái cuộc sống nó phải đi đôi với tình yêu. Dạ. Phải có tình yêu thì cái cuộc sống mình làm việc mình mới hưng phấn được. Dạ. Tôi không có giấu mấy đứa kia mày đặt làm cái em cứ làm, cứ làm. Không, em làm gái, nó làm gái vậy. Ê, gì cô? Trời, mình ta, mình thật lòng mà ta tha thứ. Vậy thôi. Cô ơi, vậy cô thấy gia đình của tôi sao cô? Được, gia đình này được, tôi thích, mà nếu tôi làm thì trả lương tôi nhiêu? À, 500 được không? Vậy. 600. Vậy. 800. Quá. 900. Lương bạn nhiêu tháng? 2008. 2008 vì tình người phụ nữ với nhau, hai đứa cái gì cũng có với nhau, lấy 2500. Trời ơi, mắc vậy cô. Còn 300 tôi lấy gì tôi ăn? Ăn giống gì ăn dữ vậy, bà 300 bà ăn gì, bà ăn nhiều tôi hút mỡ hả chị? Bà ăn chi cho dữ thằng ôn gì, bà ăn chi nhà hàng sang trọng, bà ra Food to Go mà mua đồng ăn từ sáng tới chiều kìa. Trời đất ơi, gái lứa ăn chi cho nhiều. Tôi lấy vậy là lương tâm của tôi, là tôi có lương tâm lắm. Cái ông kia ông mướn tôi 3000 mà tôi chưa làm. Trời. 104 bộ đồ hiệu, muốn hiệu gì cho hiệu đó. Son phấn là toàn mắc tiền tôi. Estée Lauder, Chanel, Dior, Seattle. Vậy mỗi lần đánh mặt phải qua tiểu bang Seattle hả? À? Cái lộn Seattle. Nói lộn. Ta lộn tiếng Anh lôi lúc nó bị béo béo vậy thôi. Dạ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Hàng tháng hả? Ngày lễ ngày Tết không cần phải làm, cho tiền đi về quê nghỉ luôn. Mà đi rất là ngon lành. Đi bằng máy bay phải không cô? Ừ, máy bay ai cũng đi rồi. Chứ đi chứ bản gì? Xe đầu hoàng. Hả? Trời ơi, một mình tao một chiếc xe đầu hoàng, có cái ổ bánh mì với chai nước nữa, tao ăn thấy bà nội luôn. Trời ơi. Nó bắt bằng thiên nga coi từ sáng tới chiều luôn. Bây giờ chuyên cái mặt đồ nào tao tuột hết luôn anh. Cô ơi, nhưng mà sao cô lấy tới 2500 lần cô? Trời ơi, 2500 ngàn là bé bị xích. Còn 1000 là trợ lý việc nhà, 500 kia chích thuốc ngừa đó, ông nội ơi. Ngừa gì? Ngừa bệnh chứ ngừa gì? Bệnh gì? Cha nội là lãnh tháng 650 nè. Ờ, đâu có. Mày làm gì? Si khờ người già nè. Ờ, không có cô. Sao không có? Cái mặt mới có hai mấy, mà tôi góp mà 70-80 tuổi, nhìn già quá hả? Trời, lâu 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 không có bà nhà, ông ba vô, ông cắn tôi rồi tôi mới chích thuốc ngừa chứ. Cô ơi, vợ chồng tôi cũng rất là thích cô. Vậy cô có thể bớt giá chút đỉnh được không cô? Bớt bao nhiêu lận? Tùy lòng hỏi tâm đi. Vậy thôi xuống 1000 đi. Hả? Sao bớt dữ vậy cô? Xuống lẹ vậy? Ờ, tôi thích. Ờ, tôi thích là tôi vậy, tôi ở, tôi thích là tôi bớt vậy đó. Với lại tôi thầy trong nhà có người bệnh nè, đó. Tôi bớt vậy thôi. Với cái nhà này nó sao sao á. Ở nhà mình sao sao, người ta thích nè. Sao sao vậy cô? Nó không biết sao sao, không biết giải thích đâu bây giờ. Sao sao? À, bây giờ lấy giấy viết ra đi. Dạ chi vậy cô? Để mà kê khai tài sản mình bán cho nó dễ. Vậy? À, lộn, à, kê khai tài sản để tôi bố trí công việc một cách international. Hả? Professional. À đúng rồi, cái gì có nồ là quốc tế rồi, mệt quá. Là nồ rồ hay là in gì cũng được, ghi vô đây. Rồi. Có cái máy giặt không? Dạ không. Có máy rửa chén không? Dạ không. Hút bụi? Dạ không. Vì nhà có cái giống chó gì? Cô ơi, nhà tôi không có nuôi chó giống. Trời đất ơi. Vậy mà không chịu bệnh đó, trời ơi. Trời ơi. Vậy mà chưa chịu đi lãnh tiền nữa, chịu nổi không? Cô ơi, nhà tôi có cái tủ lạnh. Đâu có tủ lạnh? Dạ. Có tủ lạnh để dành ướp xác hàng bà hả chị? Nguyên cái nhà bự có cái tủ lạnh một, bà nghĩ sao bà đàn bà không mua được gì trong nhà, bà có thẹn không bà?
bà, bởi vậy có bà mà tôi nói thiệt bà, tôi nể bà có tuổi chứ bà bằng tuổi tôi quánh mà từ đó giờ là tôi tới. Em ngon lắm anh, em vô côn lắm. Dạ mà có cái bồn tắm massage không? Ủa sao cô cần cái bồn tắm massage chi vậy? Là tại vì em hay tắm đêm. Tắm đêm? Em tắm ngay giờ ngựa không à? Ngựa giờ ngọ ngọ lặn tay, còn gái là giờ ngựa, hiểu không? Dạ. em tắm phải 3 tiếng đồng hồ á, phải có phòng có massage. Em vẫn thấy em chán em nhảy ra người ta đuôi mắt á. À đúng rồi. Dạ em hiểu rồi, bây giờ tôi nói cô nghe nè. Sao? Cô ráng làm trong gia đình của tôi đi. À, tôi hứa với cô tôi sẽ sắm sửa rồi đồ đạc đầy đủ hết. Nhớ nha. Rồi dạ. Bây giờ trong thành phần gia đình được mấy người con? Hai đứa con. Hai đứa lớn mấy tuổi, đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa hai đứa bốn. Đứa mấy? 2 tuổi 4 tuổi. Đứa 2 tuổi, đứa 4 tháng. Rồi còn làm lượt, hàng chi không có tiền mua đồ đúng rồi. Rồi đứa lớn tuổi gì, đứa nhỏ tuổi gì? Đứa lớn tuổi Dần, đứa nhỏ tuổi Thân. Rồi hai đứa này tuổi gì? Đứa này tuổi Tỷ, này tuổi Hợi. Dần Thân Tỷ Hợi, 4 tuổi này cũng không kỹ lắm đâu, chết thì chết chùm thôi. Hả? Tâm tâm nó là sắp số rồi, sắp số rồi. Nó là sắp số rồi, nó là sắp số rồi đó. Nếu mà 5 đứa ở thì kim mộc thủy quả thổ, kim mộc thủy quả thổ. Ê, bà làm neo phải không? Đúng vậy. Trời ơi, bữa nay bên bà làm nhiêu bộ ạ? 25 đồng. Trời ơi, nó làm tôi 35 đồng là sao bà? Chỗ này bữa nào qua làm free cho. Tôi nhớ nha, bạn bè mà. Nhớ nhỏ em ở bên Nhật nó mới chơi. Đây 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 nha. Tôi thích ra cái đường sinh đạo mà ngắn quá. Sinh đạo là cái gì? Là đường này nè. Đường này là đường gì? Đường sinh đạo nè. Là đường gì? Là cái đường sinh đạo nè. Là sao? Là nằm đây sinh đạo, nằm đây sinh đạo, người ta nói vậy đó. Rồi là sao nữa? Rồi bà ngắn hơn của tôi. Là sao? Là tại bà lùn tôi cao, bà chú giếm à. Rồi sao nữa? Sao nữa? Nó mệt á. Thằng bà ăn gái hồi có coi bói cái là nhầm à. Nó hỏi tới mẹ này bởi nhiều chuyện bà bằng phủ quánh từ giờ rồi nè. Đừng có hỏi nữa, tôi bực mình lắm. Bây giờ nghe hỏi nè, nghe để tôi biết cái tâm lý của con nít để mà tôi chiều theo nè. Để bé bị xích nó khó, không phải đơn giản đâu. 2 tuổi với 4 tháng là coi như nó đã tự clean up, nó tự tắm rửa, tự ăn uống, tự nấu đồ ăn được chưa? Chưa. Tại sao chưa? Dạ, sao không chưa? Biết cô. Trời ơi, coi như vậy là bất bình thường rồi chứ tại sao? 2 tuổi 4 tháng chứ đứa 4 tháng tôi không trách, tôi trách đứa 2 tuổi. Tại sao 2 tuổi rồi mà chưa biết? Nó phải là thằng anh, nó có trách nhiệm, nó phải lo cho nhỏ em. Nó phải tự nhiều khi hâm đồ ăn, ba còn quê nướng đồ ăn cho em nó ăn. Nó không làm được điều đó là nó bị bại liệt rồi. Hả? Em ơi, con mình bị bại liệt. Đây nè, dầm con về bà đi. Bà nói bà phải giơ tay cái người lịch sự người ta đang nói. Bà cãi cái gì? Bà đã trải qua 3 năm kinh nghiệm và 6 đời chồng như tôi, quên 6 đời chủ như tôi chưa? Dạ. Bà đã từng chăn 30 đứa bé bị xích như tôi chưa? Dạ chưa. Bây giờ 30 đứa nó không một lượt, anh làm cái gì cho nó nín? Không biết. Làm sao làm được, chỉ có tôi thôi. Cô làm sao? Tôi cho nó uống thuốc lắc. Trời ơi. Ở 1 tuổi cho 1 viên, 2 tuổi cho 2 viên, tùy theo độ tuổi. Trời ơi, nó lắc một hồi nó mệt, nó ngủ không, đứa nào không nổi. Trời ơi. Dám làm như tôi không? Thôi. Thôi, giỡn chơi hả? Đó, thành ra đừng có cãi tôi. Dạ. Muốn nói gì giơ tay tôi mới cho. Bây giờ vậy, 2 đứa nó đã biết nói chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Thì không biết nữa cô. Vậy là bất bình thường rồi. 2 tuổi 4 tháng, cái đứa 4 tháng ta không trách đứa 2 tuổi nữa nè. Đứa 2 tuổi quá đáng trách rồi. Tại sao vậy? 1 tuổi là phải nói rồi. Má tôi nói lúc tôi mới phóng ra tôi nói liền. Nói xong gia đình tôi bỏ chạy, tưởng tôi yêu tinh đội lớp người. Hả? Thiệt, nhưng mà cái đó mới là bình thường. Còn mà 2 tuổi chưa biết nói có nghĩa bị câm rồi. Hả? Trời ơi, mình ơi, con mình bị câm rồi. Thôi. Cô ơi. Vậy, dạ. Nói đi, cho ý kiến, nói đi, đúng rồi. Cảm ơn. Ừ. Tao không nói mà tao chửi mày con quỷ. Trời ơi, con tao còn nhỏ xíu à, nhà tao không đủ tiền tao mới mướn mày. Trời ơi, mày kêu mày vô mày đụng tới tao được, mày đụng tới con tao không được. Con tao mới 2 tuổi 4 tháng mày bắt tao phải nói, mày bắt tao phải ăn, nó phải quỷ yêu như mày. Con quỷ cái, tức quá mạnh lắm. Ê bà làm gì, bà làm gì? Ê bà chơi gì, bà làm gì? Ông dạy tao ghim vô đầu mày cái. Ê mẹ này cho vô chạy trời ơi. Ê em mà. Vợ chồng mày quá nhỉ. Quá vô rồi. Con này á, trước khi đi ở đợ nó đứng đường mà. Ê sao biết vậy? Chưa? Em đứng ở ngoài đường bô xe. Mày biết. Con quỷ. Vừa ý ông chưa? Hả? Oxin á. Trời ơi, em đâu có ngờ ra nông nổi như vậy đâu mình. Anh tưởng nó là kiếm được một người ở về lo cho em, lo cho gia đình. Ai về đâu gặp con này nó lạ quá em ơi. Nó lạ tới nỗi mà anh hoàng hồn chưa kịp nữa. Thôi hú hồn anh ơi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Ừ. Tiền ai cũng ham hết á. Ừ. Nhưng mà mình đẻ con ra mình phải có trách nhiệm với nó. Đúng không? Rồi. Bây giờ tôi bỏ chút xíu thời giờ. Ừ. Ông bỏ chút xíu thời giờ để có trách nhiệm lo cho con cái, thực tế lo cho con. Trời ơi, ông cứ mướn người hoài, gặp người có lương tâm đỡ nha. Ừ. Gặp cái con này hay con quỷ cái nó nuốt con mình hồi nào không biết đâu ông ơi. Thì đúng rồi. Ôi, em ơi. Trời ơi, con tiếng cứu hỏa. Con mình, con mình. Trước khi nó đi, nó đốt nhà mình không? Con mình đâu? Trời đất ơi, bây giờ bullet nó đang lùng tôi dữ lắm. Sao vậy? Bữa đó tôi ở trong Mỹ Đen, tôi quánh 2 đứa con nó chưa biết sống chết. Trời ơi. Ráng tôi trốn đây chút, đừng chỉ tôi đây nha. Trời ơi, em thấy chưa? Con Mỹ Đen mà nó quánh còn bán sống bán chết. Đừng có nói chi tới con của mình. Bây giờ mình trừng trị con nhỏ này sao đây em? Trời từng trừng hả? Nắm đầu giao cho cảnh sát chứ sao? Quyết định là như vậy để trừ hậu quả cho mọi người. Đúng vậy. Đi. Hai chồng giấu chút xíu chơi hèn đừng chỉ hả?
định đi lập công, xin lỗi tự thú không, để tôi tự thú đi, tôi cũng coi như trong lòng tôi cũng xót xa cắn rứt lắm rồi, mệt con người tôi cũng có lương tâm chứ bộ, mệt quá. Rảnh không, đứng đây coi làm cái gì vậy? Dạ? Kêu police cũng phải cho sang chứ, phải đứng phải police đi đâu. Police come in, I'm here. Trời ơi, mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp, bắt nó lại. Trời ơi, đau quá trời ơi, có nhau tới rồi kìa, bắt nó dậy và cảnh sát lại đó. Còn kìa, trình diễn của Kỳ Quang Lê Tính và Trang Thanh Lan đây là chấm dứt. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Lẹ đi mày. Đâu tiếng. Sao cái gì cũng chậm chạp hết. Tôi ca nữa. Thôi. Đất ơi trời, ở trong mày không gài nút mà đã bị gài chi vậy? Chuyện gì tía? Đứa nào làm hư cái vỏ tao? Tôi đâu bí. Dạ chỉ có tao với hai chồng mày à. Tao không làm hư gì đứa nào. Ai bí? Tường đậu đâu? Ai biết đâu. Cái gì nó không biết, chồng nó đi đâu nó không biết nữa. Ồ, cũng biết rồi. Hồi sáng nói với con là nó đi uống rượu. Nó buồn đậu nó uống rượu rồi. Ai làm nó buồn? Ai, ai cho phép nó uống rượu? Hả? Hả? Nó uống đậu cái gì vậy tía? Trời ơi. Trời ơi, nó đi rất tiếng ngộ quay tía. Trời ơi, nó đi xuyên qua xuyên lại. Ngộ ghê tía. Ê, uống đây, tao ngang hàng cho mày hả? Từ ngày hai đứa yêu nhau, mình ngủ chung bò. Từ ngày hai đứa yêu nhau, mình ngủ chung kho. Nằm nghe mùi cắn cái chà. Con nó té kìa tí ơi, con này lần té xuống. Té này. Đi uống cái nước cho tí. Uống nước cho tí. Bữa nay tao phải nhậu. Nhậu cho nó đọc cô cậu sủi luôn, cho nó hết nói xấu nhà tao, nói xấu tao. Hay quá. Ai cho mày nhậu? Trời ơi tía ơi, nó đâu có đi nhậu, tía nó đi uống rượu thôi. Mày nín đi, nhậu vô rượu mới thấy đồ ngu. Anh vuốt tóc em. Trời. Anh vuốt tóc em. Trời ơi, hay quá tía. Em chọc lóc. Anh nắm tay em. Đi nhậu tao. Anh nắm tay em. Ê, cái này giàu quá vậy. Trời, tay hình nào lông không trời. Cái gì vậy? Nó mấy gắn đang làm gì mà nó có tay? Ai vậy? Ông nội mày chơi. Thằng nào hổn vậy? Hả? Ông nội mày nè. Trời, tía. Trời ơi, tía. Trời ơi, tía. Trời ơi, tía ơi. Tía. Sao bữa nay con thấy nhiều tía quá vậy? Một tía. Hai tía, ba tía. Có nhiều tía quá. Trời ơi, đậu ơi, mày chín rồi, đậu ơi, đậu ơi, mày chín rồi. Ai nói mày tao xịn? Tao tự tao.
không được tỉnh. Trời ơi, nó buồn quá, nó xỉn rồi tí không? Con nói rồi, nó buồn. Mày còn rượu không? Ở đâu? Ở đây ba người nè, tao hỏi đứa nào làm hư cái vỏ của tao. Không có ai làm hư hết á. Tôi đạp dẹp, tôi giục ra đường, tôi quăng ra đường á. Nó quăng ra xa, thiệt xa tí á. Nó tí đầu á. Cái vỏ tao bắt chém chép rồi. Sao mà đập cái vỏ tao? Bắt chém chép hoài à. Tôi biết không, mỗi lần đi xách cái này nè, đi ra đường á, người ta thiên hạ nó bu lại, nó cười vô mặt tí á, nó chặn tôi, nó cười vô mặt tôi á. Làm gì cười? Chậu một tí lên tí, nó cười vui lắm á tí á. Vậy hả? Ừ, nó cười vui lắm. Nó cười sao con? Cười sao? Nó cười gì nè? Ừ. Nó cười. Ừ, xong rồi nó cười. Xong nó cười. Nó cười vui vậy? Trời ơi, nó cười vui lắm. Trời, nó cười vui lắm tí à. Nó cười cái chuyện gì vậy con? Nó cười chuyện mà bắt em chép á. Ừ. Thì bắt em chép sao? Xong rồi rớt cái quần ở dưới á. Mày dắt tao mới nhớ. Trời ơi. Bữa đó mày lết rồi bởi xình. Tao đi đi sao tao lượm được cái quần. Nó cười cái vụ cái quần đó. Thì ai đó? Nó chửi cái đầu mày vui gì đâu không? Giờ mới biết. Tiếng hỏi con mới kể là chồng con đâu biết đâu. Con cười có gì đâu mà sợ tía. Vui. Tía biết không? Cả chòm xóm ai cũng cười hết á tía ơi. Cười hết tía. Nó nói sao? Nó cười nói sao? Cười vui lắm. Nó nói á, bữa đó là ông già chồng á. Là tía đó. Là tao nè. Thấy con dâu hết rồi. Nó nói vậy á. Trời. Nó nói vậy á, chồng nó nói vui. Vui đây. Đứa nào đây? Đứa nào? Thằng Tư Nhỏ, thằng Sáu Lèo á. Nó nói, tí hỏi nó đi. Hình như cái chuyện này biết tầm lem hết trơn rồi. Tôi nói xấu tao. Hai cái thằng này chuyên muốn ăn cơm nhà thì nói chuyện thằng xóm nè. Tao đi bịt miệng lại. Ừ, tía. Tao bịt miệng nó lại. Tía ơi, trời ơi, tụi tía già làm sao? Trời ơi, tía nói cái gì đâu. Cơm chợ tao cho mất cười quá. Mày đánh đi. Mày còn nói cho mày cười thì vui nữa hả? Mất cười cho tao ơi, tao mắc cười thì tao phải cho tao cười chứ sao tao mắc cười phải chơi bữa đó mày con cái quần mày nó chặt như là thì đâu nó tuột cho chúng bạn con có thấy được cười tao đâu có biết đâu giờ tới đi bụng miệng tí đi bụng miệng người ta hả mày đứng người cười hả tí bụng miệng tao bụng miệng mày nè tao bụng miệng mày hết cười mày cười lưu viên nè mày cười lưu viên nè mày bụng miệng tao lấy gì tao ăn cơm tao sợ bệnh tao ăn sình tao mày ăn sình luôn chứ mày khôn tao bụng miệng mày bụm miệng không có kính gì hết à. Bỏ miệng ta miệng chua hả? Cười thì bỏ miệng kia bỏ mà. Mày nín đi. Hết cười giờ tới khóc nữa. La nó đi. Còn mày nữa. Là ở đâu tới đây mày bụm miệng vợ tao rồi còn nhảy chuồng heo nhà tao. Định ăn cắp heo hả? Heo trong chuồng có con nào đâu mà tao ăn cắp. Tí bán rồi, tí bán lâu rồi. Tao quên. Tụi bay cho tao ra ngoài đi. Ở trong đây nó hôi quá. Để mày leo ra đi. Ghê quá. Cái thằng này nó ngu dễ sợ luôn á Đen. Sao ngu? Nó ngu ghê. Đứng cho chuồng heo mà không chịu mang dép mày. Ý mày mới ngu nè. Sao ngu? Ở trong chuồng heo mà mang dép. Dơ dép tao hả? Trời ơi. Trong con nó vô chuồng heo mà nó sợ dơ dép hả? Chẳng thà dơ chứ không để dơ dép. Tao giữ của nó. Chặt chuồng heo nhà tao bây giờ mày. Đưa nào phụ đỡ tao ra coi. Tao đỡ cho, tao đỡ cho. Mày buông ra, buông ra. Cậy nó. Nó dương, nó dương. Nó dương cái quần rồi. Tao mày rách quần mày luôn. Trời ơi. Tao quần. Mệt quá. Tao hỏi mày nè. Gì? Mày ở đâu tới đây? Tao là người ở thành phố. Thành phố? Ừ. Thành phố là ở đâu? Trời ơi. Con nhỏ này khùng rồi. Thành phố là ở thành phố. Chứ đâu vậy? Trời ơi, mày nói tao cái miệng mệt của mày ơi. Mày người thành phố hả? Ừ. Chờ tao một chút. Mày làm gì tao? Đậu đậu dây nịt nó đeo ở phía trước rồi đậu kỳ quá, ngộ quá đậu em. Ngộ vậy? Ngộ quá ta. Ở dưới này mình không có áo này mày ơi. Tao đâu phải người bình thường. Tao hỏi mày nè, người thành phố mày xuống đây làm gì? Tao đi đá. Đá? Đá. Đá gà. Đá gà, trời đá gà mày quẩy sao mệt quá. Đá gà? Ừ. Tại sao ở thành phố mày không đá mày xuống đây mày đá mày? Đá gà, bất cứ chỗ nào có độ đá gà là đá. Có tao. Trời ơi, mệt quá. Tao này, dân chơi mà mày. Trời ơi, dân chơi. Bạn của thằng Sáu Lèo rồi. Trời ơi,
sao lèo á? Tao cũng biết thằng đó nữa đó mày. Biết không? Tao biết mày, thằng đó vui lắm á mày. Vui, vui mụn nổ tao á. Thằng Quý đó nó gạt tao là nó kêu tao xuống đây đá gà đi. An an ninh trật tự nó cái mà lo hết. Lúc lính rượt tao, nó chạy mất tiêu. Nó bỏ tao lại sao nó sướng không? Sao mày khóc chứ? Sướng lạ quê rồi. Nó tệ hơn vợ đậu nữa. Cậu ngu nó nói cái gì đậu? Mày im đi, tao hỏi nó. Mày nói cái gì tệ hơn vợ đậu mày? Tao nói thằng Sáu Lèo á, nó còn tệ hơn. Vợ. Trời đất ơi. Cậu gương nó quýnh nó mày. Vợ đậu nữa. Cậu ngu, cậu ngu thằng này nó nói cà lâm mà nó đi đúng á đậu. Cà lâm chứ bộ khùng sao không đúng mày? Mày nói nữa đi, tao. Mày vợ đậu sao mày nói tao nghe coi. Ý. Tụi bay không biết cái vụ gì ra hả? Vụ gì kể đi. Tao nhìn tướng tụi bay là biết lù khôn rồi. Tao không biết gì chuyện bà thiên hạ. Còn giúp nó nữa. Tao kể tụi bay nghe, thằng Sáu Lèo nó kể tao nghe. Tao cứ muốn bể bụng luôn. Trời ơi, thằng đó vô lắm mày. Trời, tao nói thằng đó vô ghê. Thằng vô duyên, chưa kể đã cười rồi. Tao kể nè. Mày kể đi. Nói. Trời đất ơi, khùng vừa phải thôi mày ơi. Mày kể đi, trời ơi, tao nghe tao mệt quá à. Vợ đậu sao? Mày im đi để nó cởi chỗ cho mày nói qua nó không cởi được quá. Tao cười hết. Mày tao cười bể bụng luôn. Mày kể đi, kể. Tao cà lâm tôi cười hơi lâu chút. Trời ơi, cười cũng cà lâm nữa. Nó nói là ở cái sớm trên á, có hai cha con đi bắt cái bà chém. Trời ơi. Chép. Cái đứa con dâu nó khỏe mạnh, lanh lẹ đi bắt chép ở trước. Đúng rồi. Ông già lụm cụm đi bắt ở sau. Đúng rồi, mày nói đúng. Cái chỗ này mới vui đó. Con dâu nó trường lên bãi sình, nó bị tuột cái quần cái. Chỗ này nó mày coi. Sao mày ngu mà vậy? Mày im. Quá. Nó bị tụi quần ông già đi ở phía sau. Đúng rồi, đi phía sau. Chụp được cái quần của con dâu. Đúng rồi. Ông mới giơ lên ông nói: "Cái này phải có bài không?" Mày biết nữa. Trời ơi. Đứa con dâu vui lắm. Nó còn không biết quần của nó nữa. Nó thấy lạnh. Nó mới nói: "Tí ơi, quần đó của con ơi tí á." Ông già mắc cỡ dục cái quần chạy cơ mà một đứa không dám nhìn ai luôn. Trời ơi, tao mắc cười lắm. Trời, cái chị nó cái đúng ghê. Cái chuyện mắc cười. Nó cái đúng ghê thấy. Nó cái đúng ghê mà. Thôi, đủ rồi. Nãy giờ mày kể hay quá ha. Con nhỏ này còn cười theo nữa. Mắc cười để nó cười. Mày cười đã chưa? Quá đã luôn. Nãy giờ mày kể hay lắm. Ừ. Kể hay thiệt là hay lắm. Cứ Sáu Lèo kể còn hay hơn tao. Nhưng mà nó không bằng mày đâu. Ừ. Tao nói thiệt. Tao có duyên lắm. Đúng, tao biết. Tao đang nghe mày kể nãy giờ vợ tao nó cười, tao cười muốn chết luôn á. Nhưng mà chưa. Gì nữa? Tao kể cho mày nghe chuyện này nó còn tức cười hơn chuyện đó nữa. Ý, chuyện này còn mắc cười hơn chuyện thằng Sáu Lèo đó. Hay hơn nhiều. Trời ơi, mày kể tao nghe đi. Để tao đi kể người khác nghe. Được. Mày kể ai nghe cũng được á. Ừ. Nghe nha. Rồi. Chuẩn bị nghe. Mà chuyện này mắc cười không? Mắc cười lắm. Mắc cười trước nha. Rồi kể. Nghe nè. Ừ. Nghe nha. Ừ. Nghe nha. Ừ. Bớ người ta mình đã gà vô chuồng heo nhà tôi nè. Ninh tao là con đen rồi mày, tao là vợ đó đó mày. Ừ, vậy là cái chuyện hồi nãy tao kể là mà mày hả? Tao đó mày, tao mày đó mày. Mày bị tụt. Đúng rồi, tao bị tụt cái quần cái mày. Mày, gì? Mày kể đó. Để tao tính tội đó. Mày nói xấu vợ tao hả? Còn cười ha. Tao đánh chết cha mày luôn. Đánh lộn hả? Chứ sao? Quấn đi đâu. Tại sao vậy? Tại sao phải quấn lộn? Đừng nên quấn lộn. Mệt quá. Mình là con người mà. Người mới đánh lộn hả mày? Biết không? Mình là con người, mình tại sao không dùng lời nói mình nói chuyện, chỉ có con gà nó nói không được nó mới đá nhau. Đúng không? Phải, ha. Mình nói chuyện với nhau lời hay lẽ phải. Đứng đây tao nói mày nghe, tao đừng nè. Nên đánh lộn. Đúng rồi, chặt thôi. Một cái tao mà mày đi lộn tao giết mày. Mày ở tiền tao đấu người ta. Mày tại sao mày đánh con tao? Đâu có, nó té con đỡ nó lên mà. Đỡ cái gì? Mày đánh con đâu rõ ràng à? Ủa, con ông?
Nói vậy ông là? Ông là tía tao đó mày. Ý. Ông già. Ông già nè. Sao? Ông già lượm cái quẩn con dâu. Mày trời ơi, mày dám nói xấu tao? Hả? Vậy là mày tận số rồi. Trời ơi. Ông làm gì vậy? Đánh lộn. Vào còn đánh lộn sao? Tao đánh hoài. Đừng nên như vậy. Sao tía coi chừng nó bị nó dụ á, tía nó bị. Mình là con người. Đúng rồi. Tại sao không dùng lời hay lẽ phải nói với nhau? Sao giống hồi nãy của vậy mày? Mình là con người. Đừng nên đánh với nhau. Sao giống hồi nãy vậy tía? Nó dụ con á tía. Chỉ có con gà nó mới đá nhau thôi. Đúng. Đúng không bác hai? Bác hai ơi. Bác đứng nghe nhắn đi. Nghe rồi nè. Nói chuyện bác hai nè. Dạ thưa bác hai. Ông già không chịu tâm. Rồi sao? Trời ơi, tệ hơn vợ đâu. Vợ đâu tệ hơn ông già. Cả gia đình ông già đều tệ. Cha đã. Trời ơi, chân lộn chưa? Tại. Tía có sao không tía? Cái thằng đó là thằng nào vậy mày? Tía ơi, cái thằng đó là thằng ở trên thành phố, nó xuống nó đá gà. Rồi nó bị lính bắt. Nó dí nó chui vô chuồng heo nhà mình á. Con kêu lính tới bắt nó đó tía. Trời ơi, nó kệ nó, đá ăn thua kệ nó, kêu lính chi. Trời ơi, phải chi nó đá gà không nói chi. Nó là bạn của thằng Sáu Lèo á, nó xuống nó xấu gia đình mình đó tía. Tía ơi, bạn của Sáu Lèo. Ủa mà tía, hồi nãy tía lên tỉnh tía bịt miệng cái thằng đó nói xấu nhà mình sao rồi tía? Tới số với tao chứ sao? Ủa vậy hả tía? Trời vậy? Ơi bay biết không, tao dạ? Nể tụi bay, nghe tụi bay nể tao luôn. Sao tao tía? Nói lên tao gặp đó là chụp ngực tao hỏi. Chụp tiền tía? Dạ. Ê, mày nói tao thấy con dâu tao hả? Đúng, tía hỏi chứ. Nó chối mày. Trời ơi. Tao biết nó chối, tao lùi đó xa, tao bay để tao đá cái con bóp. Trời ơi, tía. Ủa tía có sao tía? Vợ chồng mày giết tao phải không? Dạ đâu có đâu tía. Cười gì? Mày đá tao mày còn cười đó hả? Không có đâu, tía nói thì con đá theo thôi chứ con đâu có đá. Tía có sao không tía? Trời biết không, tao đá nó nghe một cái pop dạ. Nó rớt xuống nghe một cái bát. Nó rớt cả tía. Sao nữa tía? Tao. Trời ơi, tía ơi, có sao không tía? Tía có gãy chân gì không, mất cái gì không? Tao té xuống cái bà con rồm sớm bu lại. Cười lại với nó hả tía? Cười tao. Trời ơi. Hồi đó tao tệ hơn vợ đâu. Trời ơi. Tía. Thật là phước bất trùng lai mà quả vô ăn chuối. Ủa là sao tía? Tao chỉ biết nhục thôi mà. Tía cái lá chuối á tía, trời ơi tía đừng có ngậm vô. Thằng dâu quá. Thôi tía lên tía ngồi tía. Tía nó nói xấu nhà mình đó tía. Bởi vì tao mới nhục. Mày xuống trong coi. Tao mới xấu hổ. Tía. Ui da, đau quá. Sao không tía? Con nói thiệt cho tía đó. Tía còn thấy nhục, tía xấu hổ, tía mắc cỡ. Làm sao tôi chịu nổi? Bởi vậy. Tao cũng nhục lắm á mày. Giờ mày mới biết nhục hả? Con nói thiệt chứ tía, con phải bỏ cái xứ này con đi, con mới chịu à tía. Cái đợt, mày định đi đâu? Tôi với thằng Đậu đi lên thành phố sống á tía. Đúng rồi đó tía. Họ không được đâu hai con. Ủa sao vậy tía? Cho tao can đi. Tôi bay lù khù lờ khờ về là hiền lành, làm sao lên thành phố mà sống được? Trời ơi tía, chứ thử tía nghĩ coi, con ở đây con có sống được không? Bước chân ra đường cái nó bu là nó chọc. Tía ra đường nó chọc tía. Con đen ra đường nó chọc con đen. Làm sao con chịu nổi? Con nói thiệt chứ tía, con phải đi tía. Nhưng mà lên thành phố tụi bay sống làm sao? Tôi với thằng Đậu đi làm sống chứ làm sao tía? Làm gì? Bắt chim chép thôi. Trời ơi, bắt chim chép hoài à. Thành phố làm gì có chim chép mà bắt con? Bởi vậy tía. Con thiệt con phải lên thành phố thôi tía. Con lên thành phố con sẽ làm ăn từ từ. Con làm ăn từ từ. Con sẽ làm giám đốc tía. Hả? Con làm giám đốc tía. Ủa đậu mày làm giám đốc với đậu? Ừ. Tao làm bốc xếp được không mày? Mày, tụi mày khờ quá. Tao làm giám đốc tụi mày phải làm bà giám đốc biết không? Tao làm bà giám đốc. Tao với mày sẽ mình sẽ ngồi trên xe hơi. Mày biết xe hơi không? Cái xe hơi có phải là cái xe có bốn á đậu? Đúng. Trời tao ơi, tao phải cái xe lớn không mày? Tao phải xe lớn không mày? Bỏ về tao với mày mặc đồ đẹp. Đồ đẹp. Tao với mày bước xuống xe. Nghinh cái mặt lên. Mày nghinh coi. Đó, nghinh mặt lên để coi nó còn dám nói xấu. Tía nói xấu tao với mày là tệ hơn mày. Mày nói tệ hơn tao hả? Ừ.
Mày nói tệ hơn tao. Mày chịu không? Mày dám đi với tao không? Mày đi thì tao đi, tao chịu chứ. Chịu không? Ừ. Nhưng mà tao mà đi rồi ở nhà ai bắt chem chép cho tí với bà nội à? Ờ ha. Tí ơi, tí làm gì tí? À, suy nghĩ. Trời ơi, tí suy nghĩ sao giữ con chuối tí á. Trời ơi. Suy nghĩ coi cái chuyện này nó làm sao. Tao thấy là không sao đâu. Sao vậy tí? Tụi bay cứ việc đi đi. Bà nội tụi bay nói đó, đi một ngày đàn học một sàn khôn. Bấy lâu nay ra là tao cưng tụi bay, tao cứ ru rú tụi bay trong nhà hoài, thấy không? Thành ra tụi bay khù khờ như vậy đó. Nay có dịp tụi bay cứ lên thành phố một chuyến làm ăn có thử ra làm sao. Ý Đen ơi, vậy là tí cho mình đi rồi Đen. Tí cho mình đi rồi. Mình đi nha. Ừ. Nhưng mà đầu nhưng tiên... mà cái gì nữa? Mày sửa soạn lên được đi. Tí nhưng mà đầu tiên tiếp. Đầu tiên là gì? Nó nói là đầu tiên có nghĩa là tiền đâu á tí. Ủa, con nhỏ này nó khôn đột sức. Con nhỏ lớn tao mới thấy nó khôn nữa nha. Tí ơi, bà giữa nó tí ơi. Bây mày nó khôn với bà giữa cái gì? Thôi được rồi, tao lo cho nó, tao lo cho đứng để chờ tao chút đi. Trời ơi, thích cho mình đi rồi. Ủa, tí vui quá hả? Hay lên thành phố mày đừng ăn hiếp Tăng nha mày. Không đâu, tao thương mày mà, sao Tăng hiếp được. Tao nói cho mày nghe nè, mình sắp là người của thành phố rồi. Mày đừng có kêu tao bằng mày tao nữa, vợ chồng kêu mày tao nghe cười lắm, người ta cười á, cười vô mặt tao, cười vô mặt mày đó. Cháu mày kêu tao kêu mày bằng cái gì? Bằng anh đi. Bằng anh hả? Ừ, anh. Cháu ơi, tao mắc cỡ mày ơi. Kêu thử đi, kêu đi, tập đi mà, mày không kêu tao hả? Tao không cho mày đi á, tao đi mình. Được rồi, để tao kêu mày. Kêu đi. Anh ơi. Trời ơi, đảo quá. Nhưng mà mày kêu tao bằng cái gì? Tao kêu mày bằng em. Em thử nha, thử với tao mày thử rồi cái nữa nha, nha nha. Em. Anh ơi. Cháu nó mắc cười á. Đó được rồi đó. Nha, nhớ kêu tao bằng anh nha. Tao biết rồi. Cháu ơi, tiếng làm gì lâu dữ mà. Tiếng làm gì chẳng lâu vậy ta. Tao nghe tụi bay nói chuyện người ta không dám ra. Sao vậy tía? Tụi bay kêu vậy đâu có ngọt. Vậy chứ kêu sao tía? Ờ, đây là tao chỉ cho nè. Dạ. Hai đứa muốn kêu nha ngọt hay kêu chè ơi. Nó ngọt dữ lắm. Trời ơi, chè là phải có đường tía. Biết cái này gì không? Cái gì vậy tía? Ngồi xuống tao chỉ. Hủ mắm mà tía. Bay. Dạ. Nè tụi bay này lắng tai nghe nè nha. Dạ. Đi nè. Ủa chú lắc đầu cua hả? Không phải. Chứ cái gì vậy? Có nghe gì không? Dạ không. Không nghe tại nó đặc quá không nghe. Dạ. Đây là coi nè ngon nè. Khoan khoan. Coi có ai không? Không có ai hết tía, có ba thằng mình thôi à. Mày, hổ mày, cứ thằng luôn hả? Dạ không có, con quên. Coi được nha. Dạ. Thôi chó. Tên. Vậy tía. Trời ơi, cái gì mà sáng chói đâu ơi. Tên. Vàng Đen ơi, vàng, vàng, trời vàng, nhiều quá. Trời ơi, tía bụng miệng nó lại đi, tía vàng mà mày la to như vậy, bà con người ta tới người ta coi làm sao mày. Mày im đi, mày la to người ta mày. Tôi giả cái mặt, tôi giả cái mặt, tôi giả cái mặt. Vàng mày la ông xong hết rồi, ông cướp tiêu đi giết chết hết trơn sao? Có đâu, tí có bỏ mà. Ừ. Dạ. Mày biết từ đâu có không? Dạ không. Mới ban ruộng. Tội sao vậy tía? Mình có mấy công mà làm ăn thất bát không được. Dạ không. Mình có 400. Ừ. Dạ. Bây giờ tao bán bớt một công để cho cái con Đen này nó đi buôn bán làm ăn với người ta. Ôi. Nhưng mà tía thấy nó khù khờ quá, tía còn cất ở đây nè. Đúng rồi tía. Ừ. Nhưng mà tía. Gì? Con nói thiệt tía nha. Bây giờ con mới biết á. Biết gì? Tía xấu à. Vậy? Tía có vàng mà tía giấu. Mày ngu quá. Tía cắt cho cháu có gì? Giỏi. Nhưng mày thấy nó khôn không? Trời ơi khôn gì tía ơi. Ai dựa nó tía ơi. Thôi đừng có nói bậy con. Dạ. Nghe tía dặn nè. Ra đi cái đường đời nó trông gai hiểm trở đó. Dạ. Thấy không? Không biết. Hai con phải dựa nhau mà sống với nhau. Dạ. Đó, mày thấy không? Mày thấy không? Mày nghe tía nói không mày? Mày biết đâu mày? Tao nè. Mày nghe tía nói không mày? Phải đưa cái lưng cho tao dựa đó mày. Biết rồi. Tao đưa mày dựa. Nhưng mà mày phải dựa tao à, mày không dựa được thằng khác rồi nha. Tao biết rồi, mày đưa cái lưng đi tao dựa rồi cho. Rồi nè. Dựa cho đi. Đó, đã không? Đã không? Thôi. Đã gì? Kêu hai giấy dũi. Trời tía ơi. Đây, biểu vô coi. Mới khen khôn giờ khùng rồi. Nè. Dạ. 20 chỉ đó, tôi giao là lên thành phố mới làm ăn chỗ đàng hoàng, nghe không? Đó, 20 khoẻ con đó đó. Tía. Ừ. Tía đưa hết cho con vậy rồi, ở nhà tía với bà nội sao? Không sao đâu, tao còn 3 con ruộng tao lo cho bà nội mấy được rồi. Con tính không tiện đâu tía ơi. Ấy như vậy nha. Tía. Tía giữ khoản mình tía lo cho bà nội lúc đau yếu đi tía. Ừ, thôi vậy cũng được. Còn con 19 khoản. Con đi làm ăn được rồi tía à. Ừ. Đi đi con. Sửa soạn rồi lên đường. Con có gì đâu sửa soạn tía. Hai vợ chồng con nói tía được cái buồn. Có bộ đồ à. Vậy hả? Ừ.
Dạ, không cần sửa soạn gì đâu tiếc. Nhưng mà một bộ thì cũng lấy vài bộ rách đem theo rồi lên thay đổi chứ không lẽ mặc bộ đồ hoài vậy sao? Ủa tía, lên trên thành phố mình cũng mặc đồ rách được hả tía? Nghe lời tía vô soạn đi con. Chào con sướng quá, chào con lên thành phố sướng quá, chào con lên thành phố sướng. Đừng có nhảy, chào con gái mà nó đưa đi rồi nhảy nhảy vậy đó. Đâu? Dạ. Sao vậy tía? Tội nghiệp con thôi quá. Tía đừng có khóc mà. Dạ có mấy đứa tụi bay hủ hỉ, nay tụi bay đi rồi tao cảm thấy nó cô quạnh làm sao. Tía à, tía đừng có buồn nữa tía, con không làm cho tía thất vọng đâu. Ừ. Con làm giám đốc con mới về tía. Ừ. Tía xong rồi tía. Dạ. Đâu ghét mày này đâu. Tao dạ. Nó vàng mày cắt đi chôn ở dưới á, để đồ đất lên trên. Dạ không biết cho tía đâu. Dạ đen. Vậy. Dạ cho gì vậy? Mày hổng à. Ừ. Tía dặn nè, tôi dép còn mới nha. Dạ. Trang dữ nghe không? Ở trên thành phố đó dở cái chân lên nó lấy, dở cái chân lên là nó lấy hả? Vậy hả tía? Ừ. Hai con ơi. Dạ. Đen Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đen Quý Minh ngọn tỏ ngọn lưu. Bây giờ con đã hết ngu. Con lên thành phố kiếm xu về xài. Đó mày thấy không đậu? Con vợ mày nó khôn quá đậu ơi, mặc dù đâm hơi. Thôi ơi, tía nhìn kỹ cái mặt nó coi bà vừa nó tía. Thôi, hai con có chuẩn bị lên đường. Con xin tạm biệt tía. Con đậu. Gì mày? Tao cũng tạm biệt tía, tao đi hả mày? Mày đi với tao mày tạm biệt tía chứ để tao cầm cho. Con tạm biệt tía con đi. Đậu tía. Đèn tía. Trong giây phút chia tay, con nhìn cha thêm bụi mù. Hồi mây cao trên bầu trời xinh sáng soi lòng, con đây xin hứa kiếm thêm mấy trăm cây vàng. Đường dù xa thiên lý, cha nhìn con thêm sùi sục. Cha mong sao trong ngày về con lắc lư ngồi trên xe bốn bánh. 2, 3 cùng cười ha. Con đi nghe tía. Tạm biệt. Một đời vợ ba con dẹp đi cho nội. 25 tuổi kỹ sư, tánh tình vui vẻ cởi mở, cao 5 feet. 56 tuổi chủ 3 cây xăng, 2 dãy apartment, đã 3 lần gian dở, cần kiếm một người dở gian để cùng nuôi 9 đứa con. Cha này được kìa, tôi gọi liền đó. Morning. Morning. Nay có gì lạ không cô? Dạ không. Sao lạ hả? Cả năm nay văn phòng mình không có cái vụ kiện cáo nào lớn cả. Toàn là 3 cái vụ di chúc, ly dị với lại sang nhượng bất động sản nó làm kiểu này chứ. Lụt nghề hết quá. Bởi vậy, kiếm tiền còm không hả? Lượm bạc cắt hoài, lương em còn chưa có kìa. Kiếm tiền sao mà khó vậy luật sư? Cái tiền là một chuyện, nhưng cái quan trọng ở đây là không ai biết đến cái tài của luật sư Trần Trường Trình. Chứ còn 3 cái giấy tờ vớ va vớ vẩn như vậy thì văn phòng nào mà làm cũng được. Đúng rồi, phụ tá pháp lý như em mà còn làm được, huống gì là luật sư. Hello, văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ.
Dạ, à dạ có, ông đang quẩn nè, ông không làm gì hết trơn á. À dạ, ông đợi một chút nha. Luật sư. À. Có chủ nhiệm tờ báo con Nhộng hỏi luật sư về vấn đề quảng cáo văn phòng mình nè. Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi. Ai mà gọi đến thì cô nói là tôi đang bận cãi ở tòa án. Cô ghi số phone rồi tôi gọi lại. Ai gọi đến mà cũng có mặt tôi ở đây, tức là người ta sẽ nghĩ là văn phòng mình bị ế, cô hiểu chưa? Hello, luật sư Trần Đình Trị nghe đây. Ồ, chào ông. Ồ, xin ông vào đề ngay cho nhé. Tại vì tôi phải đi ra tòa cãi ngay bây giờ. Sao? Ông nói sao? Không, không. Cái quảng cáo tôi viết như thế nào, ông đăng nguyên văn như vậy cho tôi. Không, không, không sửa đổi một chữ nào cả. Ông nghe này. Luật sư Trần Trừng Trị, cựu thẩm phán tối cao pháp viện. Không, không phải là tối cao pháp viện ở Sài Gòn. Hồi đó là tôi hành nghề bên Campuchia. Thái tử Sihanouk có mời tôi làm bộ trưởng bộ tư pháp nhưng mà tôi từ chối. Rồi vì mỗi lần mà đọc diễn văn bằng tiếng Miên thì nó... Nhưng mà thôi. À, ông nhớ nè. Ông nhớ ông ghi cho tôi ở cái cuối trang quảng cáo đó là... Bất cứ ai ghé đến văn phòng luật sư Trần Trừng Trị ra về đều được tặng một bàn chải đánh răng. Ok. Đây. Cô coi lại dùng cái hồ sơ này cho tôi nhé. Hello, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị ạ. Dạ, chúng tôi chuyên môn lo về thủ tục bồi thường tai nạn mà ông. Dạ, ông bị sao? Ông bị chó cắn hả? Ông muốn tới liền hả? Dạ dạ không được. À dạ luật sư của tôi đang bận cãi ngoài tòa đó. Nhưng mà nè tôi hỏi ông nè, ông bị chó lớn hay chó nhỏ cắn vậy? Hả? Chó lớn cắn thì mới sợ chứ, chó nhỏ cắn xong cắn lại nữa. Mà nè, cái điều quan trọng tôi hỏi ông đó là con chó đó là con chó nhà giàu hay là nhà nghèo, mà chủ nhân của nó hành nghề gì? Hả? Lạnh que phe hả? Không dám đâu, dẹp đi cha nội. Trời đất ơi, con chó còn chưa biết có lai sinh không nữa à. Nè nè nè, tôi nói cho ông nghe nha. Muốn mà kiếm tiền đó hả, mày muốn kiếm mấy con chó nhà giàu á, chọc nó cho nó cắn nghe chưa. Còn chó nhà nghèo á, còn mà bị chó nhà nghèo cắn thì ráng mà chịu. Ok. Mệt ghê vậy đó. Gặp toàn cái thứ gì đâu không à. Lừa nó không được lãnh rồi. Mà toàn là chuyện xui xẻo không à. Chán dễ sợ luôn á. Nữa vụ gì nữa đây? Hello, dạ văn phòng luật sư Trần Trừng Trị. À ông Nam đó hả? Ông được tiền bồi thường rồi phải không? Ồ, chúc mừng ông nha. Dạ, ông nói sao? Ít quá hả? Thôi dẹp đi cha nội. Trời đất ơi, ông có bị đụng xe thiệt đâu mà đòi cho nhiều. Bạn của ông lái xe rồi bị người ta tông vô, ông vô tình ông đi ngang, ông chui đầu vô ông đòi nằm ké. Vậy mà văn phòng tôi còn đòi trong được 30 ngàn, còn muốn cái gì nữa? Xếp. Alo, luật sư Trần Trị đây. Ông nói sao? À, ông muốn kiếm nhiều tiền hơn à? Tôi đề nghị ông nghe nhỉ? Lần sau đó, ông kiếm xe vận tải nào trong đó thiệt là lớn đó, ông cho nó cán ngang qua đầu ông, rồi ông đến văn phòng. Đến văn phòng tôi sẽ đòi lại cho ông gấp 10 lần, ok? Cô coi... Cô gọi cái người tên này, tại sao ký chết có 50 đồng mà không có tiền là sao? Nhá. Trời, thiệt là chán mà. 50 bạc mà cũng có tiền nữa. Làm gì có lương. Xếp. Bực mình à. Chào cô. À, chào bà. Thưa cô, hôm nay tôi có thể gặp luật sư được không cô? À, mời bà ngồi. Dạ, bà có hẹn trước không bà? Không, nhưng mà thưa cô, tại có chuyện hơi gấp đó. Cô có thể cho tôi gặp riêng luật sư được không? Dạ, không giấu gì bà. Luật sư của tôi thì bận lắm. Nhưng mà thôi được, để tôi ráng giúp bà nha. Cảm ơn cô. Tôi coi lại cái schedule của ổng rồi tôi cho bà biết nha. Dạ, luật sư ơi. Luật sư. Làm gì ngủ hoài vậy cha? Luật sư, có khách kìa. Có gì đó? Dạ có khách. Chào bà, tôi là luật sư Trần Trừng Trị. Dạ. Bà cần giúp gì? Thưa luật sư, tôi muốn làm đơn ly dị.
Bà cho tôi biết cái hoàn cảnh của bà. Nếu mà hai bên cùng thỏa thuận ly dị đó, thì cái việc ly dị rất là đơn giản. Vâng. Chỉ cần bà và ông chồng bà ký tên vào đơn là xong. Vâng. Còn nếu mà có tranh chấp tài sản đó, thì mới cần đến cái tài của tôi. Có phải là tài sản lớn chứ còn bà hưởng quay phe mà chia nhau có mỗi cái giường thì không cần tới cái tài của tôi. Thưa luật sư, chúng tôi không có tranh chấp gì cả. Tôi chỉ hy vọng luật sư làm sao làm cho chồng tôi cấp dưỡng cho tôi 4.000 mỗi tháng cho tôi nuôi con, thưa luật sư. Bà muốn đòi bao nhiêu cái đó là tùy ý bà. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi đó, thì bà phải có lý do chính đáng và phải hợp lý lắm thì ra tòa bà mới được. Bây giờ bà cho tôi biết tại sao bà muốn ly dị. Thật ra luật sư, đâu phải tôi muốn ly dị mà là chồng tôi ông muốn ly dị. Như vậy ông có vợ bé à? Dạ không, tại vì thưa luật sư, không giống gì luật sư, tuần trước chồng tôi đi làm về bắt gặp tôi đang ôm một người khác. Bà ngoại tình, bà bị bắt quả tang ngoại tình, nghĩa là bà có lỗi. Như vậy bà còn mở miệng với bà đòi cấp dưỡng 1 tháng 4.000. Tôi nói thật bà nha, tôi mà bắt được vợ tôi đang ôm thằng khác, 1 đồng tôi cũng không cho. Hên là ông chưa gặp. Dạ thưa bà, để tôi nói cái này cho bà nghe nha. 4.000 đồng á, không phải là một số tiền nhỏ, mà bên này còn phải trừ thuế nữa, bà hiểu chứ? Dạ. Thì chồng của bà đó, ít nhất tối thiểu cũng phải làm lương 6.000 đồng. Nhưng mà tôi muốn hỏi bà là chồng bà làm nghề gì, lương mỗi tháng được bao nhiêu? Thưa bà, tôi là luật sư Trần Trường Trị, một luật sư có lương tâm và trách nhiệm. Không phải bà cứ trả tiền cho tôi là tôi nhắm mắt tôi làm theo lời bà đâu. Cái nghề luật sư của chúng tôi là phải lấy đạo đức ra làm căn bản. Xin lỗi bà, đàn bà các bà nhiều khi đòi hỏi quá đáng mà không nghĩ gì đến cái sự đau khổ của đàn ông. Thôi được rồi, cô lấy giấy tờ ra, cô làm hồ sơ nhé. Cô ghi rõ những cái chi tiết cho. Xong rồi tôi sẽ quay trở lại tôi bàn với bà ấy sau nhé. Luật sư ráng giúp cho tôi được không luật sư? Cô nói chuyện với cô thư ký dạ, của tôi. Cảm ơn luật sư. Bà yên tâm. Bây giờ tôi hỏi bà những câu hỏi thông thường ha. Dạ vâng. Chồng bà làm nghề gì và lương tháng được bao nhiêu? Thưa cô, chồng tôi không có lương tháng. Hả? Lại lãnh que phe nữa hả? Trời ơi, không dám đâu. Mệt quá à. Vậy mà bà dám đòi 4.000 đồng một tháng. Nghèo mà ham. Tôi nói thiệt với bà hả, đòi 4.000 đồng mà dễ như vậy hả, tôi mới mốt lấy chồng, tôi ly dị mẹ nó hết. Nhưng mà bây giờ chồng mà làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu, nói đại đi. Thưa cô, tôi chưa kịp nói hết. Chồng tôi không có lương vì chồng tôi là chủ hãng công ty. Thành ra chồng tôi là người phát lương cho người ta, chứ đâu có ai phát lương cho chồng tôi đâu. Ok. Vậy bây giờ chồng bà tên gì, công ty nào? Chồng tôi tên là Vương Trùng Dương, chủ hãng công ty tên công bà, ty bà mới nói gì? Chồng bà là Vương Trùng Dương ạ. Là Vương Trùng Dương, tổng giám đốc công ty Mekong Electronics đúng không? Đúng rồi. Báo chí năm rồi cô nhớ không? Có đăng cái công ty của chồng bà là một cái công ty mà thành công nhất tại đây là đúng không? Dạ, báo dạ. Chí có đăng đây có đăng đây tôi nhớ đây. Đây có phải chồng bà là ông này không? Dạ. Vương Trùng Dương đây đúng không? Luật sư, chồng tôi là ai tôi không biết sao? Và vì vậy tôi mới xin luật sư đòi cấp dưỡng cho tôi 4.000 đồng chứ. Trời ơi, tại sao mà bà không nói trước? Cô lấy cho tôi ly cam vắt, mời bà Vương Trùng Dương nha. Dạ. Cô ra cô đóng cửa văn phòng lại luôn, che cái bảng lô luôn. Bữa nay tôi không tiếp ai nhé. Dạ. Anh đây. Bà ăn sáng chưa? Tôi được hân hạnh mời bà ăn sáng nha. Rồi, cảm ơn luật sư cô. Cô gọi nhà hàng seafood cô. Lấy cho tôi 2 dĩa tôm hùm với lại 50 con cua rang muối vậy đi. Thì cô cứ gọi đi. Chả mấy khi mà được tiếp chuyện nha bà. Tổng giám đốc công ty Mekong Electronics. Thưa bà, tôi thì rất thích đại diện cho những thân chủ giàu như bà. Là chỉ vì có những cái case lớn như thế này thì họ mới biết đến cái tài của Trần Trường Trị này thôi. Bây giờ tôi mời bà cùng ăn sáng rồi tôi có chuyện muốn thưa với bà. Cảm ơn luật sư, tôi đã ăn sáng rồi. Không sao, bà ăn sáng rồi thì bà ngồi nhìn tôi ăn cũng được mà, không sao. Tôi rước bà nhé, rước bà vào văn phòng.
Dạ, mời bà. Dạ, tôi chào bà, em đi nha. Chào cô. Dạ, em đi nha luật sư. Nè, nó tiền đi cho nổi. Thì cô ứng ra đi. Em đâu có lương đâu mà ứng. Đó người ta ghi sổ, ghi sổ. Ghi sổ gì đó. Dược bà ngồi nha, xin mời ạ. Bây giờ bà cho tôi biết những cái lý do đó, những cái chi tiết để tôi ghi vào hồ sơ để con mình ra tòa rồi còn chuyện để cãi mà. Ông chồng bà là Vương Trùng Dương. Dạ vâng. Thưa luật sư, trước khi vào đề tôi hỏi, luật sư nhắm là mình có thể đòi được 4.000 không luật sư? Tại vì thú thật với luật sư, tôi quen sống như vậy rồi. Nếu mà không có tối thiểu là 4.000 thì tôi không biết mẹ con tôi phải sống sao luật sư. Tại sao lại chỉ có 4.000? Tôi nói cho bà nghe nha, tôi mới lo một cái vụ ly dị y hệt như cái vụ của bà. Ông chồng hắn ta đi bưng phở, về nhà bắt được vợ đang ngoại tình. Như thế mà ra tòa ông chồng phải cấp dưỡng với bà vợ một tháng đến 5.000, huống hồ chi là bà vợ của Vương Trùng Dương. Tôi nói thật, ít nhất ông phải cấp dưỡng cho bà một tháng là 40.000. 40.000? 40.000 sao tôi tiêu hết được? Nhưng mà 40.000 nó là chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi hỏi bà nha, bà có biết được cái tổng giá trị tài sản của ông chồng bà hiện giờ có là bao nhiêu không? Không. Bà không biết à? Tôi có bao giờ theo dõi công việc làm ăn của ông đâu. Chẳng bù cho con vợ của tôi. Bà biết không, tôi có 100 bạc để giấu dưới đầu giường. Vậy mà nó lật cái nệm lên nó moi ra nó lấy. Thật sao? Nhưng mà theo báo chí họ nói đó, thì là cái giá trị tài sản của ông chồng bà hiện giờ là khoảng 50 triệu đô la. Đó là chưa tính những đất đai, nhà, cửa, xe cộ của chìm của nổi cũng phải khoảng 10 triệu nữa. Thì cộng chung lại là 60 triệu. Thì trong 60 triệu đó, một nửa sẽ là của bà, tức là 30 triệu. Không đúng đâu luật sư. Theo tôi hiểu đó thì tôi không dính không được cái đồng nào cả. Tại vì chồng tôi đã giàu trước khi lấy tôi rồi. Lấy tôi về tôi không đóng góp một tí nào trong công việc của nhà tôi cả. Thưa bà, tôi là luật sư Trần Trường Trị, một đời tranh đấu cho công bằng và lẽ phải, là những người đàn bà thấp cổ bé miệng như bà, tôi sẽ đại diện cho bà trước tòa để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng. Bà đừng lo, bà không mất gì cả. Tôi đòi được bao nhiêu bà lấy hết bấy nhiêu. Bà chỉ trả cho tôi 50% tiền thù lao thôi. Thí dụ trong 30 triệu mà tôi đòi về cho bà thì bà chỉ trả cho tôi 15 triệu thôi. Còn lại bao nhiêu bà bợ hết. Trước pháp luật không ai có quyền được đụng đến số tiền đó của bà cả. Nhưng mà luật sư, như là tôi đã nói với luật sư đó, tôi đâu có đóng góp gì vào cái tài sản của chồng tôi đâu. Ông lấy tôi về tôi chỉ ở nhà chơi không mà, thì làm sao tòa lại cho tôi cái phần đó được. Trước khi lấy chồng bà là một nữ sinh ngây thơ. Đâu phải là nữ sinh ngây thơ gì đâu. Nếu bà không là nữ sinh ngây thơ thì bà làm cái gì? Tôi đi chán miếng xèo. Nhưng mà luật sư à, tôi đã nói rồi, tôi không có gây dựng được một đồng nào trong cái tài sản của chồng tôi hết đó. Bà đừng bao giờ nói thế. Bà đóng góp trong cái tài sản của ông chồng bà nhiều lắm mà bà không biết đó thôi. Tôi hỏi bà nhé, ông chồng bà đi làm đúng không? Dạ. Bà ở nhà, bà lo tất cả những công việc trong nhà. Những công việc tề gia nội trợ ở trong nhà là những công việc không tên. Nó vô cùng nặng nhọc, nó vô cùng vất vả mà chỉ có một mình bà gánh chịu. Cũng không hẳn nữa luật sư. Chồng tôi có đi làm thật nhưng mà lúc nào cũng thuê 3-4 người giúp việc cho tôi hết á. Thực sự nếu mà nói công việc ở nhà làm thì tôi chỉ có hát karaoke với đánh tứ sắc à. Bây giờ tôi hỏi bà câu này nha. Bà lấy chồng năm bà bao nhiêu tuổi và bà ở với ông chồng bà được bao lâu rồi? Năm khoảng 19-20 đến nay khoảng 10 năm rồi. Đó, bà thấy chưa? 10 năm dài đằng đẵng. 10 năm là một cái khoảng thời gian dài thăm thẳm. Bà biết người Mỹ họ có câu Time is money. Time is money. Time là thời gian, money là tiền. Đúng. Như vậy mà bà đã bỏ phí 10 năm của cái cuộc đời thanh xuân của bà mà để bà ở bên cạnh một ông chồng bà không thương không yêu. Không, tôi yêu chồng tôi lắm luật sư. Chỉ tại vì lần này bị ông bắt quả tang nên tôi đành phải. Bà ơi, nhân vô thập toàn, đời người mà ai không có một lần lầm lỡ.
không phải một lần lập lỡ mà là 9 lần. Má. 9 lần ông bắt tôi quả tang ôm người khác, 9 lần ông mới đòi ly dị chứ. Luật sư nghĩ luật sư có thể giúp tôi được không? Bây giờ bà cho tôi hỏi câu này. Yeah. Cái câu hỏi này nó có tính chất riêng tư một chút thôi, nhưng mà cũng không ngoài cái mục đích là tôi muốn giúp cho bà. Yeah. Nha. Yeah. Thế khi mà bà bị bắt quả tang đó, khi mà bà bị bắt quả tang, bà ngoại tình đó, thì bà có mặc cái gì không? Mặc cái gì trên người không? Hay là bà sexy 100% luôn? Sao hỏi gì kỳ cục vậy? Không, không, tôi đã thưa với bà trước rồi. Cái câu hỏi này nó có phần tế nhị, nhưng cũng không ngoài cái mục đích là tôi muốn giúp cho bà. Thì tôi cũng mặc sơ sơ. Mặc sơ sơ là mặc là sao? Phần dưới còn, phần dưới còn. Tức là còn cái quần. Ủa nhà còn cái quần. Ôi trời, may quá, may quá. Như thế thì may quá. Đây bà, tôi đọc cho bà nghe nhé. Dạ. Theo cái tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Dạ. Thì hễ người đàn bà nào bị bắt vì tội đang ngoại tình mà còn mặc quần, bà nhớ. Tôi còn. Ngoại tình. Vâng. Bị bắt. Vâng. Mà còn mặc quần thì dẫu ra tòa cũng được hưởng án giảm khinh. Ôi, nếu vậy thì may quá, tôi nhanh tay vơ cái quần liền đó luật sư. Tôi là chết cả lũ rồi đó. Nhưng mà có ai thấy không? Không, không. Lúc đó mặc vào rồi. À, rồi, rồi. Thế thì bà đừng có khai nhé. Nhưng mà tôi nói cho bà nghe, cái chuyện đó để tôi sẽ lo cho bà. Bây giờ tôi hỏi bà, tại sao bà ngoại tình bà biết không? Cái đó mà do lỗi ở bà, mà lỗi là lỗi ở chồng bà. Chồng tôi làm cái gì có lỗi? Cái lỗi của ông chồng bà lớn lắm chứ. Cái lỗi của ông chồng bà đó là chỉ biết hàng ngày cắm đầu cắm cổ đi làm kiếm tiền mang về mà không để ý đến bà. Bà là một nạn nhân đau đớn. Bà bị giam hãm trong 4 bức tường của một nhà tù êm ái, bà biết không? Và chính vì vậy bà mới phải gạt nước mắt để đi ôm người khác. Chồng bà, chính chồng bà, chồng bà là thủ phạm đã đẩy bà vào vòng tay kẻ lạ. Mà không phải vòng tay kẻ lạ. Nếu không phải vòng tay kẻ lạ thì là ai? Tài xế của ông. Là tài xế. Là thằng tài xế. Như thế thì lỗi của chồng bà lại còn càng lớn hơn nữa. Bà nhan sắc như thế này mà phải hạ mình xuống một thằng tài xế, ít nhất của bà phải ôm một thằng như tôi. Tôi nhắc lại, bà nhớ những cái chi tiết để khai. Bây giờ tôi hỏi bà nhé, trước khi bà lấy chồng, tôi tin chắc là bà trẻ đẹp hơn bây giờ, đúng không? Đó là tất nhiên rồi, 10 năm rồi, ai mà chống lại được thời gian. Bà lại lầm nữa. Không có ai mà nói thời gian nó làm cho mình tàn phai nhan sắc. Nếu bà không tin thôi, đây này, bà soi gương bà nhìn lại bà đi. Bà nhìn lại bà đi. Vì sao mà bà ra nông nỗi này? Có phải chăng là vì cái cuộc sống tẻ nhạt ở trong một cái căn biệt thự lộng lẫy nó đã giết chết dần chết mòn cái tuổi thơ của bà không? Chồng bà, chồng bà phải trả lại những sự thiệt hại đó cho bà, ít nhất cũng phải vài chục triệu. Mà luật sư à, chồng tôi lấy tôi về, mua biệt thự cho tôi ở, lại 3-4 người làm giúp việc trong nhà, đi đâu xe limousine đưa rước tài xế. Như vậy mà luật sư nói là sống trong tù thì cái tòa nào tin được. Thôi luật sư, tôi chỉ mong được 4.000 đồng là tôi mừng lắm rồi. Nhưng mà đòi ít thế thì tôi sơ mối mẹ gì rồi. Không, nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà này, cái ngày sinh nhật của bà đó, ông chồng bà có mua quà gì tặng cho bà không? Không những mà ngày sinh nhật nè, ngày Valentine là kỷ niệm đám cưới, lúc nào là ông không bao giờ quên là tặng hoa nè, rồi thêm những món quà đắt giá lắm. Giả dối. Giả dối. Những cái thứ đó hoàn toàn là giả dối. Những cái thứ đó không phải là do lòng tốt của ông chồng bà đâu, mà những cái thứ đó chỉ là một cái âm mưu đen tối, là một cái âm mưu để làm cho bà cố tình quên đi cái cuộc sống buồn tẻ, làm cho bà cố tình quên đi cái sự đau đớn của phận giàu. Đau đớn phận giàu. Đúng. Cho bà quên đi cái sự đau đớn của phận giàu như tiếng chim hót trong lòng bà thôi. Bà an tâm, trong cái vụ này
tôi sẽ quên ăn quên ngủ, tôi chịu thiệt để tôi lo cho bà. Mặc dù là trong số tiền mà tôi đòi về được cho bà chỉ trả cho tôi có 50% thôi. Luật sư à, thật tình mà nói đấy, tôi thấy trong cái vụ này tôi hoàn toàn có lỗi luật sư à. Tôi áy náy lắm, tôi thôi 4.000 đồng là đủ rồi luật sư. Bà không nghĩ đến bà thì bà phải nghĩ đến con bà chứ. Là vì sau khi ly dị rồi bà phải nuôi con ông ta suốt đời. Không phải con ông. Là con thằng tài xế. Bạn thằng tài xế. Có gì ngạc nhiên thôi, ngoại tình 9-10 lần là đâu biết con nào. Luật sư lẩm bẩm gì đó. À không, tôi hỏi bà là Vương Dùng Dương có biết cái chuyện này không? Không, ông hoàn toàn vô tư. Bà chớ có dạy bà khai ra nha. Giống như tôi là con riêng 2-3 đứa ngu gì mà khai. Thế sau khi ly dị đó, bà cố gắng sau này nó không trở thành một luật sư trần trừng trị như tôi thì ít ra nó cũng phải là kỹ sư hoặc là... Luật sư à, thật ra tôi nghĩ tôi rất là ân hận. Chồng tôi là một người rất đúng đắn, thật sự rất tốt, tử tế với tôi. Ông đã bắt gặp tôi bao nhiêu lần, lần nào ông cũng quyết định ông tha cho tôi. Lần này tôi năn nỉ lắm mà không chịu tha, ông đuổi tôi mới phải đành đi. Chứ không thì tôi cũng đâu có muốn bỏ ông. Tôi thì luật sư, kiếm cho tôi được 4.000 là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đuổi là phải rồi, sướng rồi, đừng mở mà. Cô nói cái gì? Dạ chị, bây giờ nha, chị cho phép em nói chuyện với chị một cách thân mật nha. Em nói cho chị nghe nè, chưa chắc chồng chị là một người đàn ông tử tế, làm việc đầu tắt mặt tối vậy chứ có vợ bé ngoài sao chị biết được. Đây nè, cha này nè, cắm đầu làm việc suốt ngày vậy chứ lâu lâu cũng nén rủ em đi chơi. Vợ ở nhà đâu có biết đâu, chị thấy không? Thì cha này gian ra mặt rồi mà. Chị nghe lời em đi, ly dị đi mà, ôm vài chục triệu bạc xài cho nó sướng. Thì tất nhiên là phải ly dị rồi, kỳ này ông đâu có tha cho nữa đâu. Nhưng mà tôi chỉ muốn 4.000 thôi. Ấy. Ờ, tôi Trần Trường Trị. Ừ, Vương Trùng Dương. Ờ, xin lỗi. Alo. Vâng, tôi đây. Ở chuyện đó sao là không nói thẳng với thư ký của tôi. Vâng, dứt khoát final offer của tôi là 15 triệu. Một đồng hơn cũng không được. Vâng, nếu anh đồng ý thì làm hợp đồng. Rồi 8 giờ sáng mai đem qua văn phòng của tôi giao cho thư ký là xong. Ok, bye. Em, đã 9 lần anh bắt quả tang em ngoại tình. Thì thôi, 9 bỏ lòng rồi, anh tha cho em một lần nữa. Cảm ơn anh. Nhưng lần thứ 10 mà anh còn bắt gặp em với thằng tài xế thì anh sẽ giảm lương nó ngay. Anh, sao anh không đuổi nó đi anh? Đuổi thế nào được, cô có biết là thằng đó lái xe giỏi lắm, giỏi còn hơn tôi nữa cơ mà. Anh, ông này nè, ông nói đâu phải hoàn toàn lỗi em đâu. Em ngoại tình cũng là anh ham làm, mới đẩy em vào vòng tay người quen đấy chứ. Ôi, cái chuyện đó là nghề nghiệp của ông ta mà. Tôi, trên chương trình, xin hân hạnh được gặp ông, xin phép một phút nha. Tôi nói cho ông nghe, vợ ông đã cắm sừng lên đầu ông 9-10 lần. Như vậy ông không chịu ly dị, đàn ông không thể nào nhịn nhục như vậy được. Thôi, luật sư Trần Trường Trị, một đời tranh đấu cho đàn ông quyết tâm chống lại mấy cái mục cả trớn này. Ông cứ đưa ra tòa, tôi sẽ đại diện cho ông. Đưa ra tòa ly dị, không cho một đồng nào luôn. Ông nhớ một điều, đàn bà mà đã ngoại tình cho dù chỉ là một lần, tôi phải tống cổ ra khỏi nhà ngay. Quan. Sở dĩ tôi không ly dị là tại vì luật sư các ông ăn nhiều quá. Này, tôi nói thật với ông biết nhé, nếu mà các ông chỉ ăn 1-2% thôi thì tôi ly dị lâu rồi. Thôi về em.
Thôi mình đi về em, con nó đang đợi. Nhưng mà em nhớ nhé, lần sau sanh con da nó không đen, anh ly dị em ngay. Dạ, thưa hai ông bà triệu phú. Dạ, mỗi người một cây. Có ly dị đâu mà tặng quà.